Ấn Độ là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Những di tích về vật chất và tinh thần của người Ấn vẫn còn tồn tại và có sức ảnh hưởng lớn cho đến ngày nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu về thế giới tâm linh, say mê truyền thống văn hóa hay đơn giản chỉ là muốn được nằm gọn trong vòng tay của thiên nhiên thì đừng nên bỏ qua vùng đất Ladakh, nơi được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn. Và để bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp trời phú tại nơi đây, Nhật ký hành trình đã mời đến bạn Phạm Trà My, người đã có chuyến hành hương kéo dài 13 ngày tại vùng đất này và có cơ duyên được tham dự đại lễ Naropa 12 năm tổ chức một lần. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi Nhật ký hành trình. Mình tên là Milan Phạm và tên thật của mình là Phạm Trà My. Mình vừa có một chuyến du lịch 13 ngày ở Ladakh, Ấn Độ. Phạm Trà My thường được biết đến với tên Milan Phạm, từng nổi đình nổi đám với những vai diễn vui nhộn trong nhiều chương trình truyền hình. Không chỉ xinh đẹp, Milan Phạm còn được mệnh danh là Phật thủ thứ thiệt khi cô đã từng check-in ở nhiều địa điểm du lịch cả trong và ngoài nước. Trong chương trình lần này, Milan sẽ chia sẻ chuyến đi lên Ladakh, chuyến đi mà đến bây giờ vẫn khiến cô ngộp thở trước cảnh sắc toàn mỹ tại nơi đây. Đấy là một cái đất Phật và nhân dịp là 1.000 năm ngày Đức Naropa đản sinh đã có một cái lễ rất là lớn ở bên Ấn Độ, ở thành phố Leh, Ladakh. Trong cái dịp lễ đó, một cái đại lễ thì có tầm hơn 100.000 người đến đó tham dự cái lễ, và mình cũng là một trong những cái người mà ở trong mật tông và đến cái lễ đó để tham dự và đích thân được nhìn thấy 6 cái sức trang hoàng mà chỉ có đặc biệt là cứ 12 năm một lần mới được tổ chức những cái đại lễ như vậy. Phải chuẩn bị nào là quần áo ấm này, 4-5 cái khoác thật là ấm, tại vì Ladakh cao cách 4.000 mét cách mặt nước biển, cho nên là mình phải chuẩn bị nào là thuốc chống say, thuốc chống độ cao, thuốc uống để chống đau đầu, tại vì thường là những người lên trên đấy nó bị độ cao làm đau đầu này, không thở được này. Rồi ở bên đấy còn có những cái trạm oxy, tại vì những cái người mà ví dụ như mình lên trên đấy là mình không có quen, có nhiều người là phải thở oxy nên những cái trạm ở bên đấy nó rất là nhiều. Bản thân mình đã thấy những người mà đi cùng ở trong đoàn của mình ấy, kể cả họ sang đến cả một tuần rồi nhưng mà họ vẫn bị đau đầu và vẫn bị chảy máu cam, vẫn phải uống thuốc hàng ngày luôn. Vừa mới nhìn thấy thành phố Leh Ladakh thì mình đã thấy là toàn dãy núi trùng như là một bức tranh, và mình đang đi vào một cái bức tranh, mình chính thức là đang bước vào trong một cái bức tranh đấy, tại vì nó rất là đẹp, không có cái từ nào có thể diễn tả được. Mình đã từng đi du lịch rất là nhiều nơi nhưng mà mình cảm thấy là Ladakh, Leh là một cái thành phố mà nên đi trong cái cuộc đời này, nên đi ít nhất là một lần, và mình cảm thấy rất là tự hào và mình đã đi đến nơi đấy. Với khí hậu trong lành hòa quyện trong vẻ đẹp nguyên sơ, Ladakh thu hút khách du lịch bởi bầu trời trong xanh, núi băng trắng và những cơn gió lạnh mơn man làn da. Tại đây, bạn có thể cảm thấy được như nằm gọn trong vòng tay của thiên nhiên. Hiện thời thì Ladakh là trung tâm Phật giáo, Chư Tăng và các Phật tử vẫn còn tổ chức những lễ hội với đông đảo Phật tử tham dự. Các lĩnh vực hoàng pháp, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật tiếp tục phát triển với hàng chục tu viện được xây dựng tại nơi đây. Đó là bằng chứng thực tế rằng đấng giác ngộ vẫn còn sống trong trái tim của người dân Ladakh và giáo lý của ngài vẫn tiếp tục tràn ngập ở vùng chính của Ladakh. Khi mà mình đặt chân đến Ladakh ấy, thì vài ngày đầu mình sẽ đi tham quan và để cho mình quen với cái thời tiết và những cái độ cao đấy. Chứ không phải là vừa đến mà xong rồi đã đi lễ các thứ luôn, như thế rất là mệt và người ta không có sức. Và trong cái thời gian đấy mình đã đi thăm được rất là nhiều tu viện. Một ngày mình đi đến 3-4 tu viện luôn. Và những cái tu viện mà mình có ấn tượng nhiều nhất, ví dụ như là Shanti Stupa. Đấy là cái tu viện đầu tiên mà mình tới. Cái gì đầu tiên mà nó chẳng ấn tượng đúng không? Nhất là một cái tu viện mà nó lại ở trên cao, rất là cao, và nhìn thấy toàn cái thành phố mini Ladakh ở dưới, và lập tức cả đoàn bay vô chụp hình liên lệ. Sau khi đi bước vào tu viện thì lại còn nhìn thấy được một cái sân của cái tu viện, nó rất là rộng, nó phải tầm
cả hecta ấy, nhìn nó rộng lắm, mênh mông, và đằng sau thì chỉ toàn là núi với trời với mây, không thấy một cái gì khác ngoài những núi trời mây. Và còn thêm Le Palace. Le Palace là cũng là một cái thủ phủ mà ngày xưa vua đã từng ở đấy. Thật sự bây giờ ở đấy đã cũng rất là cổ kính rồi, và cũng không còn người dân ở đấy nữa. Nó chỉ còn để tham quan thôi. Mi nhớ là có một cái điều rất là đặc biệt là ngày xưa chắc là do con người người ta cũng hơi nhỏ bé, nên là những cái cửa ấy nó chỉ cao đến chắc là đến đây mình thôi à. Nhưng mà sau khi bước qua những cái cửa thì những cái hành lang lại rất là rộng và cao. Nó cao chắc cũng phải tầm 3-4 mét, nhưng mà đặc biệt là những cái cửa rất là nhỏ. Và cái cung điện thì nó rất là nhiều tầng, mình có 9 tầng. Mình phải đi từ tầng 1 cho đến tầng 9, nhưng mà mỗi lần mà mình bước qua cửa thì đâu phải lúc nào mình cũng nhớ đâu. Có lúc mà mình quên mất thì tự nhiên mình đang đi, mình vừa mải nói chuyện hay quay ra bốp đầu cái ngã lăn ra, thế là đầu dựng ở lên. Còn thêm một chỗ nữa My cũng có ấn tượng mạnh là Shay Palace. My cùng với một người bạn nữa có thuê xe máy, xong rồi đi vòng vòng vòng, xong rồi cũng đi tới Shay Palace để mà chụp ảnh. Thì đến Shay Palace rồi, khi mà đang trên đường đi đi bộ lên ý, mình sẽ nhìn thấy một cái khung cảnh của, cũng lại như là bước từ trong tranh mình bước ra. Có sông, có núi, cây, cối, mọi thứ nó rất là tuyệt vời mà không có từ gì có thể diễn tả được, tại vì nó rất là đẹp. Mình nghĩ là mình ước gì mình có thể là một họa sĩ để mình có thể vẽ lại được bức tranh đấy. Nhưng mà rất là tiếc là mình không phải họa sĩ nên mình chỉ có thể lấy cái máy ảnh mà chụp lại thôi. Mà tức một cái là lên trên ảnh nó lại không được đẹp như là ở ngoài. Mình không có một từ nào có thể diễn tả được. Ladakh là một nơi là đẹp nhất thế giới về cái độ là xanh, sạch, đẹp. Có một địa điểm nữa cũng rất là ấn tượng là Pangong Lake. Trời ơi, cái đấy là kinh khủng. Sau khi tham quan các tu viện Phật giáo tại Ladakh, cô nàng My Lan Phạm đã có cơ hội đặt chân đến Pangong Lake, bối cảnh quay trong bộ phim bom tấn Ba Chàng Ngốc của Bollywood. Nơi đây không chỉ cuốn hút du khách nhờ màu nước trong xanh mà còn ở vẻ đẹp tôn giáo. Mình đã bị ấn tượng và mình bị kiểu bồi hồi và cảm thấy muốn hét lên luôn là tại sao nơi lại đẹp như thế, đẹp quá không chịu nổi. Cái nước nó trong đến nỗi mình cảm giác là mình chỉ cần lấy một cái ly và mình múc lên là mình uống thôi, mình không cần một cái gì khác. Mình đi xe nguyên một đoạn để mà mình tận hưởng và ngắm cái hồ đấy, và không một lúc nào mình không run lên vì nó đẹp quá. Mình không biết những cái nước khác nó có những cái hồ nào mà nó đẹp như vậy không, nhưng mà đây có lẽ là một cái cảnh mà mình đã cảm thấy là đây là cái cảnh mà mình đẹp nhất rồi, không thể có nơi nào đẹp hơn. Tại Ladakh cứ 12 năm một lần, vào tháng 5 âm lịch năm Thân, hơn nửa triệu người dân từ khắp các vùng miền trên dãy Himalaya sẽ hành hương về đây để tham dự một trong những sự kiện lớn nhất thập kỷ, Đại Pháp Hội Naropa. Tâm điểm Đại Pháp Hội là sự kiện Đức Pháp Vương vận 6 sức trang hoàng bằng xá lợi linh thiêng. Người dân Himalaya tin rằng chiêm bái 6 sức trang hoàng với tâm trí sẽ giúp chuyển hóa nghiệp xấu trong thời hiện tại và chắc chắn sẽ được tái sinh tốt đẹp đời sau. Hàng ngày thì 5 giờ sáng cả đoàn mình dậy, xong bắt đầu xuống khách sạn ăn sáng nhẹ, sau đấy di chuyển 40 cây số đi tới đại lễ Naropa. Thì hàng ngày Pháp Vương có giảng pháp thuyết trình cho mọi người cùng nghe, và sau đấy ngài sẽ khoác lên mình một 6 sức trang hoàng. 6 sức trang hoàng này chỉ được trưng bày cho toàn dân xem 12 năm mới có một lần. Và sau đấy thì mọi người cũng được nghỉ ăn trưa. Ăn trưa xong mấy ngày cũng mời thêm cả những người mà ở Bollywood đến biểu diễn cho mọi người cùng xem, coi như là giải trí.
cái cảm xúc của mình lúc đấy là rất là hoan hỉ và bồi hồi và hồi hộp. Tại vì cái sức mạnh mà toát ra từ những cái sức trang hoàng này nó rất là mạnh. Có nhiều người khi mà nhìn thấy mấy ngày và nhìn thấy những cái sức trang hoàng đấy họ bật khóc luôn. Đây là một cái cơ hội ngàn năm có được. Tại vì mỗi một đời Đức Pháp Vương họ chỉ làm một hai lần thôi. Và bây giờ ngài đã khá là lớn tuổi rồi, 12 năm nữa chưa biết được là ngài có còn sức để ngài làm hay không. Tại mỗi một cái lễ như vậy ấy, họ chuẩn bị rất là nhiều tháng trời, vẫn rất là nhiều công sức và tiền bạc để làm. Tại vì cái này họ không chỉ là chăm sóc cho một hai người, đây chăm sóc cho bao nhiêu nghìn người, mấy trăm nghìn người. Và cơm nước đầy đủ và ghế ngồi các thứ, từng người sẽ có một cái đệm các thứ ngồi để mà nghe mà. Nên là nó cái công sức chuẩn bị nó rất là nhiều. Và khi mà ngài giảng pháp và ngài thuyết trình, mỗi một lần ngài nói mấy tiếng đồng hồ. Và làm lễ cũng thế, ngài năng lượng ngài tỏa ra, những cái sức bỏ ra nó rất là nhiều. Cho nên là không biết là 12 năm nữa ngài có còn đủ sức lực để làm như vậy không. Nên là để có được cái duyên mà đi được cái lễ này nó rất là tốt. Cái ngày cuối cùng của đại lễ thì mấy ngày trước thì lúc nào cũng là trời rất là nắng, mình mặc áo lạnh thì lên trên đấy, nhưng cuối cùng là nó lại hơi bị nóng quá. Thì cái ngày cuối cùng ai cũng đinh đinh như vậy, mới mặc một áo thôi và một áo ngoài lại còn áo mỏng nữa, không áo dày nữa. Đúng cái hôm đấy thì đi đến khi đi ra khỏi khách sạn rồi, đang trên đường đi đến đại lễ rồi thì bắt đầu trời mưa. Thấy mưa ấm mỉ, mưa to, dã man. Xong rồi đến đấy mọi người bắt đầu co do. Không có đồ lạnh mà không có chăn, không có một cái gì hết. Và may quá là anh Đạt và chị Tranh mỗi người có một cái khăn. Thế là bắt đầu mọi người ôm sát vào người nhau, cứ ngồi sát vào người nhau. Người ngồi đằng trước, người ngồi đằng sau để che gió, thế là để mà ôm nhau để cho ấm. Và may là ở đấy mọi người cũng được phát cho trà, rót cho trà đấy. Lúc đấy kể cả trà có mặn hay trà có ngọt thì cũng uống hết để cho sưởi ấm. Những người mà đi sang bên đấy, những cái người mà cùng đoàn với mình ý, có nhiều người đi về họ bị nám luôn cả da mặt, hỏng hết luôn cả da mặt. Mặc dù là có bôi kem chống nắng các thứ, đeo kính và bịt mặt các thứ, nhưng mà nếu như mà da ai mà yếu thì rất là dễ bị hỏng da. Thêm một vấn đề nữa là ở trong thành phố thì nó rất là bụi, còn đi ra khỏi thành phố thì nó mới xanh và sạch đẹp. Nếu như ai có sở thích là phượt, có sở thích là chụp ảnh đẹp, có sở thích đi tới những nơi mà sạch, xanh, thiên nhiên như thế, thì La Đắc là một cái sự lựa chọn đầu tiên. Và mình nghĩ là các bạn nên đi nếu như mà các bạn có sở thích giống như mình. Vừa rồi mình đã chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, những cái kỷ niệm của mình và những cái nơi mà mình đã tới mà mình cảm thấy là ấn tượng nhất. Hy vọng là các bạn đã cảm thấy những cái thông tin này rất là bổ ích đối với mọi người. Và có thể là mọi người sẽ quyết định qua cái chương trình này mọi người sẽ đi thăm Lê La Đắc. Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu vẻ đẹp hoa lệ với những giá trị văn hóa đặc sắc hội tụ tại nơi đây. Đón xem chương trình Nhật ký hành trình lúc 17:45 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần chỉ có trên VTV9.